Chào anh em đang xem miền Tây Sola ha. Thì mình có mấy loại đèn nha anh em. Bữa nay mình tìm ra một loại đèn mới nữa. Như anh em biết là trước giờ mình bán cũng 3-4 loại đèn nữa. Bữa nay chúng ta nghiên cứu loại đèn mới này. Anh em nào mà thấy vừa ý thì chúng ta có thể liên hệ để thử nghiệm ha. Tại vì nó cũng không có đáng là bao nhiêu, chúng ta có thể đổi qua xài dòng mới xem như thế nào. Thì qua cái thời gian mình nghiên cứu mình thấy cái này nó cũng đáng với đồng tiền thôi, chứ cũng không có gì đáng số tiền bỏ ra ha. Thì bây giờ em sơ lược lại. Thứ nhất là thương hiệu. Đây là loại đèn mới nha mọi người. Đèn mới nha. Anh em có thể nhìn cái thùng này là biết đèn mới nè. Thương hiệu đây. Hiệu là Oriana ha. Nè. Oriana. Thì chắc chắn là đèn Trung Quốc rồi nè. Cái này là nó lắp ráp và nó sản xuất ở Trung Quốc và Việt Nam nhập về, chứ không phải là lắp ráp ở Việt Nam nha anh em. Đó. Thì cái đèn này nó có ưu điểm là cái tấm pin là tấm pin mono. Còn cái pin lưu trữ là pin sắt. Đó là hai ưu điểm của nó. Cái ưu điểm thứ ba nữa mà nó cũng không có quan trọng bằng hai ưu điểm lúc nãy là con led á, thì là con led lớn 5054 chứ không phải led nhỏ nha anh em. Thì mình thấy đó là ba cái ưu điểm nổi trội nhất. Đó, nhưng mà cái phần con led thì nó không quan trọng bằng cái pin mono và pin sắt. Đó. Thì sơ lược lại thì cái tấm pin của nó là tấm pin 12W. Tấm pin 12W nha. Đó. Chiều dài, chiều rộng thì chiều dài nó tầm gần 2 gang. Còn chiều rộng thì là 1 gang ha. Vậy thì dài thì gần 4 tấc và dài thì gần 4 tấc, còn rộng thì gần 2 tấc. Về cái đèn. Đây cái đèn đây nè. Thì chiều dài là khoảng 1 gang. Còn chiều rộng thì không có được 1 gang. Đó. Bữa nay mình đo theo kiểu nó hơi lạ xíu ha. Đây mình cầm cho anh em có thể so sánh kích cỡ. Đấy. Thì cái phần đèn này nó có nhiều ưu điểm ở chỗ là nó là đèn mới sản xuất, loại đèn mới, cho nên nó sẽ khắc phục được những cái nhược điểm của những cái đèn mà trước đây á. Ví dụ như trước đây dùng con mấy led nhỏ, ánh sáng nó không tốt, hoặc là nó bị chập chờn, nó bị rung ánh sáng. Còn đối với con đèn này là nó xài con led. Đây mình đọc cấu hình ha. Nó dùng 42 con led 5054. 42 con 5054. 5054 là con led lớn nha. Và ở đây pin sắt của nó là 10 ampere giờ, tấm pin mono 12W. Cái loại đèn này nó dùng thân nhựa nha, thân nhựa nha anh em, nhưng mà nhựa này rất là dày ha, nè nhựa rất là dày, nhựa ABS rất là dày ha. Đấy, mọi người nhìn mặt sau của nó nè. Đấy, có led báo sạc nè. Này là con mắt nhận remote, có remote, có ray ốc. Đây là thùng chứa cái đèn. Còn cái này là thùng chứa tấm pin. Bên sản xuất nó còn tặng cho chúng ta sợi dây. Đó. Cái đèn thì nó lú ra 1 khúc, tấm pin nó cũng lú ra 1 khúc. Ở đây nó tặng chúng ta thêm sợi dây 5m để kết nối luôn. Thì tất cả những cái trên bàn này, anh em thấy tất cả những cái trên bàn này. Đó. Không? Thì là một bộ đèn đó. Thì cái đèn này thì nó 700 lumen nha anh em. 700 lumen ha. Ở đây nó có ghi 700 lumen luôn nè. Và cái này nếu mà nói thì tên thì nó là gì? 100W ha, 100W thân nhựa. Anh em mua hàng thì cứ nói với mình là Oriana 100W thân nhựa nha. Giá mình bán là 630 bao ship. Đó. Mọi người nghe nhớ mình cái giá ha, 630.000 bao ship. Thường thường cái giá mình có để trên tiêu đề video, anh em nào mà có thể quên thì có thể coi lại tiêu đề. Ở đây chúng ta có nút on off nè, tăng giảm độ sáng nè. Sáng 100%, 50%, hẹn giờ 3 giờ, 5 giờ, 8 giờ, auto. Với cái nút này là mình chưa biết cái gì. Ở mấy nút kia là biết hết, có cái nút này không biết là cái gì nè. Anh em ở nhà khám phá ha. Bây giờ chúng ta test cái độ sáng của đèn. Đây rút ra. Rút ra. Đèn nó sáng lên nè. Bắt hết cỡ. Đây, cầm đi nè. Đây. Đấy. Đó, anh em thấy không? Đây là đèn 100W thân nhựa của Oriana nha.
100 watt thân nhựa của Oriana, giá bán là 630 bao ship đó. Thì đây là thương hiệu mới, nó không phải là tốt hơn Zindian hay là nó là tốt hơn Lu Carbon đâu nè, nó chỉ là một cái thương hiệu khác để chúng ta có thể thỏa ý chí mua sắm vậy thôi, chứ mình không có nói là nó tốt hơn Lu Carbon cũng như là Zindian ha, tại vì hai cái hãng kia nó rất là ok rồi. Đây, đèn này sáng nha mọi người, sáng ha. Đây em cầm đưa lên cái đèn lên khỏi đầu nè, em quay cái camera quay ánh sáng cho mọi người xem. Đó, nó phủ một cái diện tích khoảng vài chục mét vuông. Đây, như anh em thấy nè, không, nó đây. Đây, rồi. Thì cái loại này là cái loại phiên bản rẻ nhất trong các phiên bản của Oriana nha anh em. 100 watt thân nhựa, giá bán là 630.000 bao ship. Rồi anh em nào coi thấy ok thì liên hệ nha. Ok thì hãy liên hệ. Ở đây nó không dùng chóa nha mọi người. Anh em coi kỹ video, không dùng chóa ha. Mà dùng cái gương lồi. Đó, giống như gương cầu lồi vậy nha. Đây, tắt này. Đây, không dùng chóa mà dùng gương cầu lồi ha. Mặt trước là một miếng PK trong này, mặt sau là thân nhựa. Đây, ở đây có một cuốn sách hướng dẫn ha. Cuốn sách này là cuốn sách bằng tiếng Việt nha anh em, bằng tiếng Việt. Hướng dẫn lắp đặt cũng như là các thông số. Đây, thông số khá nhiều, bằng tiếng Việt nha, anh em về nhà có thể tự đọc. Thì như nãy mình nói đó, ưu điểm của đèn này là tấm pin mono, pin sắt và con led 5054 đó, loại led lớn ha, led lớn nè, con led rất là to nha. Rồi bạn nào mà thấy được thì liên hệ lựa một con ha. Ánh sáng thì như anh em cũng thấy rồi đó, ổn trong cái tầm giá của nó, khá ổn trong cái tầm giá.